Này cho các bạn nè, buổi trưa mà ăn tô súp vậy là hết sảy, chất lượng lắm. Xin mến chào các bạn. Sáng nay là sáng thứ hai, Kim Ly nó mới đi rồi các bạn. Mình ở nhà có một mình mà mình vẫn phải nấu một nồi súp là như vậy nè các bạn. Tối hôm qua đó mình hỏi Kim Ly là mấy giờ sáng con đi, thì con nói là khoảng 10 giờ, 11 giờ con đi. Thì mình nói ok vậy để má dậy má nấu súp ăn buổi sáng rồi mình đi. Thì con cũng cái mình đi luộc sẵn cái miếng thịt rồi. Vừa mới luộc xong thì bên nhà của Yorick á, bạn trai của Kim Ly á, gọi điện qua hỏi Kim Ly có muốn đi chung không. Ba của Yorick chở Yorick đi lên trên Utrecht luôn. Utrecht là nơi Kim Ly với Yorick đi học á. Ba của Yorick sẽ chở Yorick lên trên đó. Nếu Kim Ly muốn đi theo thì Kim Ly đi theo, thì 7 giờ sáng phải đi, tự ông đi làm. Thì Kim Ly lại muốn đi theo. Cho nên giờ mình lỡ dở rồi. Lỡ dở nuôi luộc miếng thịt vậy nè các bạn. Luộc hôm qua mình chỉ rửa rồi mình để nguyên miếng vậy mình luộc, mình chưa có cắt ra. Thịt nạc heo á, heo nạc vai đó các bạn. Thì sáng nay thôi mình luộc trong tủ lạnh như vậy nè. Luộc trong tủ lạnh còn mấy cái su bông, cà rốt, cây sel dry, cây baro. Rồi mình muốn hầm thêm ít, bỏ ít đậu vô nữa. Rồi giờ làm nồi súp như các bạn. Vừa làm vừa nói chuyện cho vui. Cái nồi này hôm qua mình luộc á, mình để nguội á. Trời bây giờ lạnh rồi các bạn, cho nên nó có cái lớp mỡ đông trên mặt nè. Nếu như ai không ăn mỡ được á là bây giờ vớt ra rất là dễ nè. Bây giờ vớt là dễ lắm. Mình cũng vớt ra bớt, mình ăn mỡ được các bạn. Nhưng mà có một cái là tí xíu hầm á thì cái mỡ trong thịt nó lại ra tiếp. Cho nên nghĩ thôi cũng không cần thiết lắm, vớt bớt ra đi. Cái mỡ này nè các bạn, người Tàu á, người ta để dành làm bánh bao đó các bạn. Không không có làm dầu mà người ta làm bằng mỡ heo vậy đó, ngon lắm. Rồi mình vớt bớt rồi. Bây giờ mình cũng không có muốn bày cái thớt ra xắt thịt nữa. Hồi mất công rửa cái thớt thịt. Mình cắt mình kéo luôn. Nhiều khi á, mình có ở nhà một mình á, mình nấu ăn mình cũng theo cái dạng mà làm biếng đó các bạn. Ít có bày thớt bày đồ ra nhiều lắm. Cho nên cái nào mà không bày thớt ra thì mình sử dụng thôi. Chẳng hạn như mình cắt như vậy nè, là đỡ một cái thớt có dầu mỡ rồi rửa cũng mệt. Tí xíu xài thớt để xắt rau thôi. Mình hầm nồi dày là mình ăn 2 ngày được nè, 2 ngày 3 ngày luôn đó. Nếu mai thích thì đem đi làm ăn. Ở nơi làm của mình đó các bạn, người ta bán đồ ăn cũng rẻ lắm. Đúng là bán cho công nhân, chất lượng nha các bạn, cũng chất lượng. Nhưng có điều là bánh mì với salad không à, đa số là như vậy. Mùa này á, hãng là nó cho ăn súp miễn phí đó các bạn. Cứ mùa lạnh á, mùa lạnh là hãng cho súp miễn phí. Đây các bạn, mình cắt ra rồi đây. Nó cục 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 như vậy đó. Bây giờ mình sẽ đem lên mình hầm tiếp. Trong lúc mình cắt rau á, là mình sẽ đem đi hầm nha các bạn nha. Giờ mình đem đi hầm. Mình bật lửa vừa vừa thôi. Cứ đậy nắp như vậy. Trong lúc đó mình cắt rau. Cái cây này á, ở bên đây bây giờ rẻ dữ lắm các bạn. Mùa này á, cứ nhiều khi đồng 3 cây vậy đó. Nên là mình hay mua nấu súp lắm. Nó thuộc họ hành họ tỏi đó.
mình xài mỗi thứ một ít các bạn. Mấy cái đồ lơ ghim này á, thì cái mùa lạnh này nó bán nhiều lắm. Lúc nào trong nhà mình nó cũng phải có mấy cái thứ này. Cái lá non của cái bông cải á, ăn ngon lắm các bạn. Không biết các bạn có ăn chưa? Có nhiều người á, đi ra ngoài mấy tiệm rau đó xin họ này nè, để về xào đó. Đó, hai miếng này. Bên đây cái mùa này họ có bán cái cà rốt này đó các bạn. Cái mùa này mới có cà rốt thì ngon lắm. Mấy mùa khác cũng có nhưng mà ít hơn. Kim Ly á các bạn, nó đi xa nhà, nó đi học xa nhà thì mình cũng nhớ. Nhưng mà ở mặt khác mình cũng có cái mừng. Mừng là mình thấy con nó có thay đổi đó các bạn. Ví dụ như lúc trước nha, con thì con cũng thích nấu ăn lắm. Nhưng mà mỗi lần con vô bếp con vô bếp xong, con nấu xong là mình dọn. Chứ con dọn không có ưng ý các bạn. Con dọn mà có khi thì con cũng lười. Con nấu xong cái con để một đống chảo, con cứ gom lại con để đi cái xin vậy đó. Thì mình cứ phải dạy từ từ. Mình nói con gom lại vậy là má cũng mừng rồi. Nhưng mà nếu được nữa thì chén bát nào úp vô được máy thì con úp. Còn cái nào rửa tay con rửa một chút đi. Nhưng mà rồi con rửa xong mà mình cũng rửa lại à các bạn. Nhưng mà con đi rồi nha các bạn, con về nhà đó, con nấu đồ ăn cho má đi nữa, con cũng dọn gọn gàng. Rồi kể cả đồ của mình nha, hôm qua đó con ở đây con làm bánh. Con làm bánh cái trước đó thì mình xay sinh tố, mình xay cho mình, sau Kim Ly với bạn trai Kim Ly tới chơi nữa. À không, vô rít không uống. Mình xay cho mình với Kim Ly. Thì mình xay trước vậy rồi mình chưa có dọn. Xay xong rồi lấy uống thôi. Cứ để cái máy sinh tố đây. Cái con xuống con làm bánh. Làm bánh xong đấy, cái mình ngồi phía trước á, mình nghe. Mình nghe làm bánh xong mình thấy dọn, mình nghe tiếng, nghe cái tiếng dọn dọn rửa rửa. Cái mình cũng yên yên, mình không nói gì mà mình nghĩ trong bụng á, rửa rửa cho mình cũng ra mình rửa lại. Mình nghĩ trong bụng vậy. Mà ai dè ra cái bếp gọn gàng sạch sẽ các bạn, mà rửa luôn cái máy sinh tố cho mình nữa. Tức là con có một cái sự tự giác. Tự giác không cần nhắc. Tức là việc của con thì con phải làm. Rồi kể cả thấy việc của người khác mà chưa làm mà mình nhắm mình làm được, mình cũng làm. Cho nên cái đó mình là cái mình mừng đó các bạn. Chứ con nít bên đây nó khác với thời của mình lắm. Mình nhớ ngày xưa giống như má mình đi chợ về ha, không cần nói gì đâu. Má đi chợ về, má đặt cái giỏ xuống là tự động mình lấy rổ ra các bạn. Lấy rổ, lấy rau ra, mình soạn đồ từ trong giỏ ra. Tự má đi chợ về, má cũng mệt rồi, nắng nôi mệt rồi. Cái mình soạn ra, cái nào lặt rau được thì lặt. Còn cái nào rửa cá được thì rửa. Xong rồi má sẽ nấu. Đó. Cái thời của mình là như vậy. Còn cái thời nít bây giờ nó không biết. Mình đi làm, mình đi mua đồ về á, thì may lắm là con sẽ chạy ra, con bưng phụ đồ vô, vô trong nhà. Bưng vô vậy chứ còn không biết cất vô trong tủ lạnh sao sao nữa các bạn. Bưng phụ vô thôi, để đó. Rồi mình vô, rồi mình tự cất vô trong tủ lạnh. Nó khác vậy đó. Cái thời mình là coi như tự giác. Còn cái thời vậy á, cái con thấy mình làm á, lại con chạy ra con hỏi, có phụ gì không má? Thì mình hay nói thôi không có gì đâu con, thôi lên đi. Cái đó lỗi của mình đó. Cái mình nói vậy riết, cái con cũng thấy không biết đường mà phụ. Thì coi như là khi nào mình nhờ thì mới có cái mặt là con phụ thôi. Chứ như không phải như mình ngày xưa,
Ngày xưa các bạn biết không, má mình là kiểu như cũng thì hồi xưa con gái lấy chồng sớm đó, cho nên nó cứ khoảng 10 tuổi 11 tuổi đó, là má dẫn cho đi chợ tập, rồi tập đi chợ sợ là mai mốt lấy chồng nó không biết nấu cơm. Hồi xưa má mình đó các bạn, hồi chị mình hơn mình 2 tuổi thì cái cỡ chị 12 mình 10 á, là hay hai chị em hay được má dẫn đi chợ lắm. Đi chợ để dạy cách đi chợ mua đồ làm sao sao, nhìn cá nhìn tôm làm sao biết tươi biết ngon, nhìn rau làm sao mà biết loại non loại già. Mà sướng cái nha, cứ mỗi lần cuối bữa chợ á, là má cho một ly chén chè hoặc ly chè, cứ cuối bữa chợ là được chén chè. Thích ăn chè nóng thì được chén chè, còn thích ăn chè lạnh thì được ly chè, lúc nào má cũng cho vậy hết. Mười tuổi thì 10 tuổi là phụ má những cái việc nho nhỏ giống như lặt rau rửa cá. Lớn hơn một chút thì má cho làm nước mắm để chấm trong bữa cơm ăn. Rồi từ từ dạy từ từ các bạn ơi. Mà cái món mà mình nghĩ chắc cái món đó là món đầu tiên mình học quá là làm nước mắm ha. Với lại nấu á, thì hai món là món canh. Má mình ăn ăn canh á, là chỉ thích nấu tôm tươi. Một tháng 30 ngày là hết, 20 mấy ngày, 28 29 ngày là ăn canh với tôm tươi. Rau gì cũng được hết mà nấu với tôm tươi như vậy đó. Thì nấu món canh là dễ nhất. Tôm về luộc làm sao, rồi giã giã dập dập làm sao, rồi ướp mắm muối tiêu bột ngọt. Rồi bắt cái chảo lên, bắt cái nồi lên rồi phi hành cho thơm rồi bỏ tôm vô, xào xào á, người Huế gọi là tao, tao tôm. Rồi đổ nước vô, nước sôi rồi bỏ rau vô, vậy thôi. Canh nấu rất đơn giản, hồi xưa nấu vậy thôi, không có nhiều món đâu. Kế đó một món khó khó nữa là món cá nục kho. Cá kho các bạn, nhà mình á, là xuất thân là người Trung mà ở tại Sài Gòn thành, nhưng mà vẫn ăn cá biển nhiều. Tại vì gốc của người miền Trung hay ăn cá biển nhiều. Người miền Nam á, thì ăn cá đồng nhiều, nhiều hơn. Người miền Trung ăn cá biển, cho nên là một trong những thứ cá mà má mình rất là thích là cá nục. Cá nục mà kho khô đó các bạn. Đó là hai cái món mà mình nhớ là có thể là hai món đầu tiên mình được học từ má mình đó các bạn. Hôm nay nấu cái súp này á, mình muốn bỏ thêm một ít đậu mùi bu nữa các bạn. Cái này bỏ thêm vô thôi. Chứ Hà Lan á, người ta còn có một cái món súp đậu này không nè, rất là ngon. Hôm nào mình sẽ chia sẻ để cuối tuần này về đi. Cuối tuần này ông xã mình về á, mình sẽ nấu cái súp đó cho cả nhà ăn. Có ông xã, có Kim Ly. Tự cái súp đó không nấu ít được, nấu phải nồi to. Cuối tuần này mình sẽ nấu cái món đó nha các bạn nha. Bây giờ cái này á, là mình chỉ bỏ thêm thôi. Tại vì mình thích ăn đậu lắm. Những cái súp như vậy mình hay bỏ đậu vô lắm. Rửa sơ thôi, người ta cũng rửa sạch sẽ rồi. Nó giống như đậu xanh cà của mình vậy đó. Cái đậu này là cái đậu đậu Hà Lan mà cái hột đó các bạn. Cái này là hột khô đó. Nó giống như đậu xanh cà thôi. Cái này nó có màu xanh này với màu vàng nữa. Cái này nấu chè cũng ngon các bạn. Mình có thể thế theo chè đậu ván mà các bạn biết cái chè đậu ván mà nấu giống như táo sọn đó đó. Mua cái màu vàng á, mình nấu nó giống hơn, màu nó giống hơn, nấu như táo sọn vậy đó, ngon lắm. Bây giờ mình bỏ vô đây, mình trong lúc mình hầm thịt mình bỏ vô đây.
cái đậu này rất là mau chín, nó giống như đậu xanh cà thôi, mau chín như vậy đó. Mình đem qua đây, mình vừa cắt vừa nói chuyện với các bạn cho vui. Mỗi thời nó mỗi khác các bạn. Cái thời của mình á, tất cả các món mình học là từ má của mình ra. Đầu tiên là như vậy đã, rồi từ từ á, từ từ sau này mình ra mình đi học, rồi mình đi làm, rồi mình ăn uống ngoài đường, rồi mình mới bắt chước người này người nọ mình nấu thêm. Nhưng mà trước tiên là phải là má của mình nấu đã. Cho nên á, những gì mà má nấu là nó in dấu luôn vậy đó các bạn. Nhà mình người Trung á, mà ở tại Sài Gòn á, thì bước ra ngoài đường vẫn ăn đồ của người Sài Gòn, nhưng mà về nhà là ăn đồ người miền Trung. Có những món ngon lắm các bạn, chẳng hạn như bún cá ngừ nè các bạn. Mình có cô bạn người Nam, hồi xưa hay tới nhà chơi lắm, cái thấy nhà mình ăn cá ngừ á, cái không có biết, cô bạn không biết người miền Nam hay ăn cá đồng lắm. Thì cô bạn mới nói là ăn cá ngừ bị phong á nha, mà nhà mình ăn không có bị gì hết trơn á. Mà bây giờ đó, bún cá ngừ cũng là một trong những món mà theo nhà mình bầu chọn là món ngon đó. Mà má mình nấu món đó rất là ngon. Bây giờ nghe nói có thằng em mình ở Việt Nam á, nó nấu món đó ngon lắm các bạn. Bữa nào mình về mình kêu nó nấu cho mình ăn. Kêu em kế mình á. Vừa làm vừa nói chuyện với các bạn thấy vui ghê á, giống như là có một người bạn kế bên vậy á, có người bạn kế bên để tâm sự đó. Nãy mình quên bỏ củ hành vô. Hành á mình cắt nhuyễn ra luôn các bạn, cắt nhỏ nhỏ luôn. Là để tí xíu á nó nhừ ra mình ăn luôn cả xác luôn. Chút muối thôi, chưa đem gì hết á. Cà rốt nhỏ nhỏ vậy nó ngọt lắm các bạn. Mình thích mua loại này lắm là vì cà rốt họ không có rửa, họ hái lên làm sao là họ bán như vậy thôi. Mình rờ mình còn cát luôn á. Cho nên mình thích lắm. Tự rửa, nhiều khi ta rửa ta còn phải bỏ thêm những cái chất để cho bảo quản được lâu á. Mình không thích lắm. Cái mình xài bông cải nè, cái này là bắp cải nè, những cái thứ mà nó mau chín mình để riêng ra, mình cho vô sau. Mấy cái cọng già thì mình cắt mình bỏ vô mình hầm trước các bạn, còn mấy cọng non thì mình bỏ vô sau nè. Cọng non thì mình bỏ vô sau, già thì mình cho vô trước. Sắc nhuyễn nè. Các bạn thấy khỏe không? Đứng kế cái nồi thì chị cứ sắc nhiều thải vô, sắc nhiều thải vô. Cần tây nè các bạn, ăn tốt lắm. Nêm trong súp đó các bạn, là mình hay dùng cái này nè các bạn. Nó hiệu Nor. Hôm bữa mà chị Michelle Phan á, chị có dặn mình là cho coi cái hộp này kỹ. Đây chị ơi, cái này nó có nhiều hiệu lắm. Cái này em hay mua hiệu này nhất. Nhưng mà cũng có khi nó có cái hiệu mà Maki á. Maki là giống như cái chai xì dầu Maki á, nó cũng có làm loại này. Rồi em đi chợ khác á, nó không có hai hiệu đó thì em mua hiệu khác các bạn, à các chị. Đây, cái này là cho gà đây, cái này là rau đây. Người ta là giống như bột nêm của mình á, bột nêm rau củ của mình vậy đó. Làm từng viên như vậy nè. Cứ một viên và nửa lít nước, khỏe lắm. Thì em xài mấy cái này, em nêm vô thêm.
Cái này là cỡ 2 lít nước đây. Mà em có cho muối rồi. Mình có cho muối rồi. Mình cái đó là hai viên rau củ. Cho thêm viên gà vô. Hầm thịt heo mà lại cho viên gà đó các bạn. Kệ nó, loại nào cũng được, cũng ngon. Đây là thịt nè, đậu nè, hành nè, cái cây bơ rô. Chờ, cái nồi này chắc mình ăn phải 3 ngày mới hết quá. Tự tưởng có Kim Ly đó. Kim Ly nói sáng, chắc ăn sáng xong rồi mới đi. Thường là mình cho tiêu vô các bạn. Trong cái nồi súp mình hay cho tiêu lắm. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình chờ khoảng 15 phút sau rồi bỏ rau vô các bạn. Giờ bỏ cà rốt vô. Cà rốt bỏ vô 5 phút, sợ giờ bỏ tới khoai tây. Còn mấy cái thứ mà mau chín á thì mình bỏ vô sau cùng hết các bạn. Ở nhà một mình nấu nồi này thì tiện quá chừng luôn. Mình nấu một nồi thì mình ăn. Mai mình đi làm về là có nồi súp mình ăn luôn, khỏi cần phải nấu gì hết. Khỏe luôn. Trưa nay ăn súp xong là đi học vẽ. Còn 2 buổi nữa là hết khóa rồi các bạn. Mình giờ học chậm ghê. Học mà coi như là một khóa họ vẽ được có một bức à. Cái bức đó giờ nó gần xong rồi phải ráng cho xong. Giờ mình thử đậu mềm chưa. Đậu mềm là bắt đầu mình cho mấy cái rau kia vô luôn. Đậu nở ra nè các bạn nè. Nở ra vậy là mềm rồi đó. Gần mềm rồi. Gần mềm rồi. Bắt đầu cho hết mấy cái rau kia vô luôn. Đây là cái cây bơ rô mà còn non đây. Mấy cái bông cải, bắp cải đồ cho vô hết. Cái súp này mình nêm lạt lạt thôi các bạn. Nếu các bạn ăn với cơm thì nó khác. Còn mình thì mình ăn không như vậy luôn các bạn. Mình khỏi nấu cơm. Mình khỏi nấu cơm, khỏi nấu mì gì hết á. Trong đây mình có bỏ khoai tây rồi. Bây giờ bỏ thêm một ít cái mì này nè. Đó, là coi như cũng có chất tinh bột rồi. Cũng không cần phải nhiều. Đó, vậy thôi. Vậy là mình ăn không luôn đó các bạn. Rồi, cái này mình nấu lên khoảng chừng 10 phút nữa thôi là mình ăn được rồi. Ngon rồi. Ngon quá rồi nè. Mình múc ra sẵn vậy chứ mình chưa ăn liền đâu. Mình ăn nóng quá không được. Múc ra sẵn cho nguội. Mà các bạn thấy cái nồi này là mình nấu nồi to như vậy. Mình sẽ ăn hôm nay với ngày mai. Nhưng mà thật ra nồi này rất là nhiều đó các bạn. Thì tí xíu mình sẽ múc qua, mình cho hai ông bà hàng xóm. Tự nhiên cái người hàng xóm đó hay giúp mình dắt Isa đi buổi trưa đó các bạn. Tự nhiên có gì thì hay đem qua cho hai ông bà vậy đó. Người lớn tuổi rồi. Mình cho súp vậy là thích lắm. Đây các bạn ơi, tôi súp bổ dưỡng của mình đây. Hồi nãy giờ mình để súp cũng nguội rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ múc vô trong cái hộp vậy. Mình đem qua cho hai ông bà hàng xóm. Đỡ mình nhiều. Đi làm vậy chứ dẫn cho Isa đi giữa ngày. Cái phần còn lại vậy là ngày mai mình có cuộc ăn nguyên ngày rồi các bạn. Để nguội đây rồi tính sau. Rồi bỏ hộp cất tủ lạnh.